Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng dây một nhà tên là Player 8117 nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Trong xe tải có cái cuốc các bạn ạ. Quá chán. Cùng phóng xe nào các bạn. Rồi xuống xe ở đây nào các bạn. Cùng chặt cái tường gỗ này nha các bạn. Rồi chúng ta đã vào bên trong nhà các bạn ạ. Chặt cái tường gỗ level 2 này xuống nào các bạn. Level 2 này xuống nào các bạn. Chiếc hộp đầu tiên của chúng ta các bạn ạ. Ồ, có bình máu lớn này các bạn này. Có 4 thôi nhưng mà vẫn được các bạn ạ. Trong đây sao? Gạch các bạn ạ. Mấy thức ăn này. Ồ, một miếng giáp các bạn ạ. Tôi là tôi không chê đâu các bạn ạ. Trong này sao? Lại gỗ mấy thức ăn tiếp các bạn ạ. Chiếc hòm thứ tư của chúng ta này các bạn này. Ồ, trong đây nhiều nguyên liệu các bạn ạ. Gỗ đá các thứ. Rồi, bây giờ chúng ta phải chúng ta thử chặt mấy cái này xuống nào các bạn. Gỗ tiếp này các bạn này. Trong này có quặng sắt các bạn ạ. Trong này có gì? Ui dồi ôi, lá cực luôn các bạn ạ. Một đống zombie xuất hiện lên mà nó mới lag như vậy đấy các bạn ạ. Gỗ tiếp này các bạn này. Sắt tiếp các bạn ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sao chúng ta nhặt được cái gì về nha các bạn. Hai miếng gỗ này đi ra nào. Ôi giời đất ơi. Rồi để cái gì ở đây nào các bạn. Sáu cái điện thoại. Ôi giời đất ơi. Xin lỗi các bạn nhé, hơi mất thời gian. Trong đây có 7 miếng thịt các bạn ạ. Cùng lấy nó nào. Rồi chạy thôi các bạn ơi. Như các bạn thấy đấy, chúng ta đã dây xong nhà này rồi. Không tốn thuốc nổ các bạn ạ. Nhà này được Popcorn phê chuẩn các bạn ạ. Nói chung là đồ miễn phí các bạn ạ. Chúng ta đây là dây phục thù nên không phải làm bất kỳ nhiệm vụ nào nhé. Xong rồi còn không tốn quả thuốc nổ nào nữa các bạn ạ. Nói chung đồ này hoàn toàn là đồ miễn phí cả các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Tôi rất là thích luôn. Tôi rất là thích những cái dây kiểu này luôn các bạn ạ. Thế này cứ giàu lên lại giàu lên thôi các bạn ạ. Giàu ngày càng giàu thôi các bạn ạ. Rất là sướng luôn. Không phải làm nhiệm vụ cũng không tốn quả thuốc nổ nào. Rất là tuyệt vời nha các bạn. Đồ miễn phí đấy. Các bạn mà chê là hơi bị bất lịch sự đấy các bạn ạ. Nói chung là tôi thích lắm các bạn ạ. Tổng kết lại là xịn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.